Chào bạn. Dạ, mời chào bạn nữ. Rồi, bạn nam giới thiệu về mình đi. À, dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trần Hữu Danh, năm nay 36 tuổi, quê quán ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Làm nghề gì? Dạ em là đang là dạng như đi kiểm tra thị trường đó anh. Dạ như em chỉ là kiểm tra mấy cái shop hình như người ta đăng ký trưng bày chương trình như thế nào. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Kính chào chương trình, chào chị Cát Tường, dạ anh Quỳnh Linh. Rồi, em. Và các bạn đang xem chương trình. Em tên Trần Kim Quyên, hiện em 33 tuổi. Em là giáo viên dạy mỹ thuật, em đến từ Long Xuyên, An Giang qua Mỹ Tho, khoảng độ trên 100 cây. Ưu điểm, khuyết điểm của em là như thế nào? Ưu điểm của em thì em vui vẻ, hòa đồng, em biết nấu ăn và em thích ăn vặt. Trời ơi, vặt nữa, bớt đi. Em có một số tài lẻ là em có thể khá dưa hấu, vẽ dừa, vẽ bưởi, trưng vào các dịp lễ Tết. À, còn khuyết điểm, yếu điểm? Khuyết điểm của em là cái phát âm của em hơi to, em đang cố gắng kiềm chế, lần tiết chế lại cho nó nhỏ lại. Mắc gì, người miền Tây mình hào sản, ăn to nói lớn tốt thôi, có gì đâu. Với lại tính của em thẳng tính, mộc trực, thích gì em nói đó. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ham học hỏi, không biết thuốc. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là không biết nấu ăn, nhậu ít, uống chừng 10 chai à. Trời ơi, 10 chai mà ít hả? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Tại sao lại chia tay nó? Gần đây nhất là 2 năm anh là lâu, nói chung là bạn nữ đòi cưới. Nhưng mà lúc đó em nghĩ em còn nhỏ, em chưa muốn cưới. Trời ơi, dạ. Bạn nữ đòi cưới mà không cưới. Dạ rồi. Bây giờ nếu như bạn nữ đòi cưới thì cưới không? Dạ cưới. Cưới, tức là chưa có sự nghiệp. Dạ. Rồi, bây giờ đã sẵn sàng cưới chưa? Dạ rồi anh. Rồi. Tình trường của em thì sao nè? Dạ em trải qua 2 mối tình hồi đi học. Nhưng mà do cảm nhận của em là em thấy chưa phù hợp, em dừng lại. Tới thời điểm này 14 năm là em đang ế. 14 năm rồi? Dạ. Không ai đeo đuổi mình luôn, mình cũng không để ý ai luôn hay? Dạ có, nhưng mà em thấy đi chơi em thấy không hợp, cái em tự im lặng em rút lui luôn chị. Rồi tới giờ là em mong rằng là em sẽ xóa ế và mau chóng lầy. Gia đình hối dữ chưa? Má em thì cứ nói thì tới đâu tính tới đó, còn không thì ở giá cũng được. Rồi đó. Má nói kỳ vậy. Bây giờ muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai như thế nào? Dạ em, anh đó phải cao hơn em, vui vẻ, hòa đồng, hạn chế nhậu. Ảnh có 10 chai được không? Giảm được không chị? Thì hồi nữa em trả giá cho ảnh đi ha. Hỏi thử coi anh giảm được không? Chứ đừng có một cơ thể. Có điều gì em không thích ở người bạn trai nữa? Không thích người bạn trai là quá khó tính, kỹ tính với là gia trưởng. Bạn trai đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc được 80. Có mùi cơ thể không? Anh ơi, anh có mùi cơ thể không anh? À, mùi cơ thể hả em? Dạ như hôi nách đó chứ em đó anh. Không em. Dạ. Tại vì mỗi người có mùi khác nhau cho nên biết mùi cơ thể làm sao. Mỗi người bạn gái em mong muốn tìm là người như thế nào? Nhỏ nhắn, dễ thương đó chị. Nhỏ nhắn, hiền lành, vui vẻ. Vậy là em được 90% rồi đó. Để anh qua anh coi coi bạn gái bên kia đủ 90% như em muốn ha. Có yêu cầu 3 dòng gì không? Dạ nói chung là điện nước đầy đủ là ok. Điện nước đầy đủ? Dạ. Có điện không nước được không? Dạ cũng được, cái đó chăm chế cũng được. 3 dòng bằng nhau được không? Dạ 3 dòng nhau cũng được chị, nếu mình đo một cái thôi mình biết 3 dòng luôn rồi, mình khỏi cần đo 3 lần. À, được rồi, đó chứ làm thì tới mức. Dạ chưa. Ồ, sao em gái. Bây giờ thì nếu như về Mỹ Tho làm dâu được không? Dạ được. Được ha. Khoảng bao lâu thì em cho đàn trai bước tới? Miễn sao anh thấy được, em với anh quen với nhau mà thấy hợp thì tầm khoảng 6 tháng tới 1 năm thôi anh. Có đòi hỏi đàn trai gì không? Dạ không, miễn vui vẻ hòa đồng, biết chiều em được rồi. Được rồi, vui vẻ, có chiều không? Chiều mà phải đúng mới được anh. Đúng mới chiều hả? Dạ đúng mới chiều. Thôi phụ nữ mà kệ, không đúng cũng chiều đi em ơi, dạ. Khổ lắm. Rồi. Ê tôi qua tôi coi bên kia sao nha, chào bạn. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ rồi chị. Giờ chỉ thiếu cô dâu thôi. Lấy nhau về thì mình sẽ sống ở đâu? Sống nhà em. Nhà em đang sống với ai? Em hiện tại em chỉ sống có 20 con thôi. Mà sao, lý do sao mà em vẫn ế tới giờ phút này? Cũng hai mối tình xong cũng quen mấy lối tình lật vặt cái gì. Rồi về nhà cái người ta thấy nhà em nghèo quá, cái người ta trốn mất tiêu. Rồi cái em cũng công việc đi thị trường nữa. Rồi đi rồi gặp toàn giờ ra nhỏ nhỏ mà. Gặp em nó kêu bằng chú không à. Vậy hả? Đâu có cua được.
Vô cái là kêu bằng chú cái trận họng luôn rồi, dạ, đâu có cua được đâu đúng không? Ế luôn. Dạ. Rồi, bữa nay quyết chí nha. Vậy được thì mình tiến tới luôn, dạ, 6 tháng 1 năm là. Dạ, cái gì chị nói vô mà em không? Thì chị sẽ nói vô, dạ. Nhưng mà vấn đề chính là ở em nữa. Dạ. Nha, cố gắng lên ha. Tuổi này là lớn rồi, lấy chồng lấy vợ được rồi. Rồi, em đi với ai? Dạ, em đi với hai ông anh bà con của em với người bạn. Rồi. Rồi. Anh chào anh Quyền Linh với Cát Tường và quý vị khán giả. Anh là anh con của cậu với Danh. Cái Danh thì Danh là một người rất là siêng năng. Còn trong gia đình Danh thì rất là người rất là hoạt bát, người rất là vui, hoạt náo cho cả gia đình. Còn cái nhận xét còn cái nữ đây thì Danh bạn nữ khá xinh xắn đó em. Nhanh tay bấm kiểu lỡ. Rồi, nhanh tay bấm. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ, em đi với má, với dì Út, với em của con của dì Út em. Rồi. Chào cô, chào gia đình. Chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ, dạ chào cô. Cô thấy con dâu tương lai thế nào? Ý à? Con rể tương lai thế nào? Được. Cũng tùy duyên thôi. Ở nhà nói hoài, nói thấy cũng buồn. Ở nhà thì cũng ba đứa con rể rồi. Thì cũng dễ chịu lắm, nếu mà nó hợp thì được. Chứ cũng không đòi hỏi gì. Có công việc làm ổn định tốt. À, cô muốn bắt rể về không? Không đâu. Tại vì chị với em lấy chồng là cho làm dâu. Tìm hiểu cảm thấy thích hợp á thì mình mới tiến tới được. Còn nếu không thì coi như làm bạn. Theo cô có bấm nút không? Bấm tốt. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô nha. Bây giờ là đến lúc cho hai bạn sẽ trực tiếp trò chuyện với nhau nha. Rồi mở rào. Mở rào Mỹ Tho với Long Xuyên đó nha. Nghe ơi, anh có phần quà tặng em. Dạ cảm ơn anh, em vẽ bức tranh tặng cho anh làm kỷ niệm. Dạ anh cảm ơn. Dạ. Tưởng mới gặp tặng bằng khen chứ. Bức tranh em vẽ đó hả em hả? Dạ tranh em vẽ. Bạn muốn hẹn hò ha. Đẹp á. Anh nhìn em sao anh? Thì thấy em cũng tròn tròn dễ thương. Em thấy anh cũng tròn tròn giống em á. Em thấy anh cũng tròn tròn giống em á. Thì ví dụ như nếu có cơ hội thì hai đứa mình đến nhau, hai mình về tập thể dục cho ốm lại. Em cũng đang kiếm người để cho em giảm cân á. Vâng. Theo anh á thì ví dụ như anh nhìn quen người bạn gái là anh đầu tiên là anh nhìn cái ngoại hình của họ hay là anh về cái tính tình? Thì nói chung mới thì mình nhìn mặt trước rồi xong rồi mới từ từ biết tính tình chứ, tại vì mới mình cũng đâu biết tính tình của người ta như thế nào. Vậy anh thấy em sao? Ừ, thấy em thì đó thì thấy gì cũng dễ thương. Còn tính tình thì cái đó là phải từ từ mới biết được. Anh làm gì thời gian anh có dành thời gian cho nhau đi chơi gì không anh? Được, nói chung là công việc của anh thì cũng rảnh. Nó cũng không có gọi là gò bó lắm. Cứ nhau em muốn sinh mấy đứa con. Em thì dạy trong nhà nước thì em muốn có hai đứa con. Ừ. Gái thì tốt. Không thì anh cũng vậy, nói chung là trai gái gì cũng được. Có cách gì để phát triển kinh tế của mình lên không? Mình nên làm. Anh với mẹ anh sống cũng dư chút đỉnh. Rồi lấy em về rồi anh có... Rồi ý anh sao? Thì... thì dạy như lấy về thì hai đứa cùng làm. Thì nó sẽ dư nhiều hơn cái chút đỉnh đó nữa. Thì ý em hỏi đó, em hỏi thẳng anh đó là kinh tế nhiều như anh làm, kinh tế là em giữ hay anh giữ? Cái phần của anh đó. À, phần dạ. Của anh hả? Thì bây giờ sống chung một nhà thì ai giữ cũng được. Miễn sao trang trải gia đình, anh thiếu thì em đưa. Ủa là đó giờ mở Long Xuyên mà chưa qua Mỹ Tho nào? À, thường thì nếu có qua Mỹ Tho là em đi Long Xuyên đi tới Long An rồi anh về. Tại vì Long An là quê ngoại. À, vậy là chạy qua Tiền Giang rồi. Thì tới ngã ba Trung Lương đó em quẹo vô thành phố Mỹ Tho là nhà anh chồng. Đúng rồi, dễ đi lắm. Tức là anh nhắc cho em cái đường đi để em nhớ Mỹ Tho luôn nha. Là từ chỗ em đi qua phà Long Xuyên, em đi tới Cao Lãnh, em qua cầu Cao Lãnh, em đi tới ngã ba An Hữu, em quẹo trái quốc lộ 1, đi thẳng đường tới ngã ba Trung Lương là tới Tiền Giang, là tới Mỹ Tho. Quan điểm vợ chồng nãy giờ rõ ràng rồi. Giờ thí dụ như để con đặt tên đi. Em thích con gái con trai đặt tên Nguyên á anh. Cái đó thì nó không quan trọng, chú ý mà đặt tên đẹp thì con mình sau này người ta kêu người ta thấy nó đẹp vợ đâu. Vợ đặt đừng có cãi nha. Dạ. Thôi vậy được rồi đó. Thôi bây giờ
hát bài nào tặng cô ấy đi, xong mình bấm nút thôi. Dạ nói chung em có chuẩn bị bài hát mà định mời bạn nữ hát chung. Rồi đó, làm đi, làm đi. À, bài Yêu Mãi Ngàn Năm. À, anh gửi, anh gửi em tờ, anh có ghi luôn chữ nữ là em ca, cái chữ nam là anh ca. Rủ tao không em? Biết, không biết bài đó sao? Rồi, hai bạn đứng đó luôn. Bài này em biết anh. Biết không? Bài gì hả? Biết. Dạ. Tại vì em nghĩ chắc tám ít chắc biết. Chị em hát trước anh. À đúng rồi em. Sợ lắm khi yêu ai tìm dài khờ, sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay. Tình anh đó luôn nồng cháy, vẫn yêu em như ngày xưa. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em. Sợ lắm câu mong chờ tình hừng hờ, sợ lắm từng đêm tối ướng bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhàn phai. Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài. Mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó. Có anh và em. Gọi đông sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lành giá. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Thiệt luôn nha. Trời ơi. Bây giờ á là em hãy nói một câu gì đi với cô ấy. Đang suy nghĩ trong lòng cái gì? Chân thành nhất một câu thôi. Nói chung á là anh cũng lớn rồi, cũng muốn có gia đình. Ví dụ như em thấy anh được thì hai đứa mình cha nhập qua hội. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Chúng tôi chỉ cho hai bạn một cái cơ hội để gặp nhau thôi ha. Còn cái cơ duyên của mình đó, là do hai bạn tự cặp quyết định. Cặp nãy cũng miền Tây, một người Đồng Tháp, một người Cần Thơ. Cặp này cũng miền Tây, một người Long Xuyên, một người Tiền Giang, Mô Phật. Một. Dạ em địa bấm tôi cúng nảy chuối. Hai. Ba. Em bấm ba lần đó chị. Em chỉ biết rồi, chị biết em bấm ba lần. Cái này lúc đó không ăn lúc cái gì. Sao em chậm quá vậy? Hả? Tại cái lúc đó không ăn cái gì mà người ta chưa đếm người ta đã bấm rồi. Tôi lo muốn chết rồi. Chị nay tôi tốn nảy chuối rồi đó. Tay nắm tay đi. Chậm trễ quá à. Hồi hung cái làm chơi ấy cái coi. Trời ơi, ông xin má người ta luôn vậy hả? Chết mọi người không dắt em. Hả? Anh không nhắc em. Xin lỗi má, xin lỗi. Xin lỗi má. Xin lỗi má cho. À cho con hung lại một cái nữa. Rồi. Bạn gái hung người trai một cái đi. Rồi xin anh của anh để một. Anh em hung ảnh nha anh. Trời ơi, dễ thương quá. Nói chung á là hai người á rất là dễ thương, tôi thấy thiệt á. Chồng dễ thương anh không? Nói chung húp ma húp miếp dễ thương lắm. Thì hôm nay là có chị Nhung và chị Trúc là biên tập bên chương trình sẽ phỏng vấn với mình ngày hôm nay. Thì bây giờ chị có thể bắt đầu phần phỏng vấn của mình nha. Dạ. Xin chào bạn, mình là biên tập của chương trình ha. Ở đây sẽ có một biên tập nữa là biên tập Tuyết Nhung, mình là Thanh Trúc. Rồi bây giờ vui lòng giữ cái camera cố định tí xíu nha. Rồi xong rồi mình sẽ chia sẻ về bản thân, thông tin, những cái thông tin cá nhân đi. Bạn chia sẻ chủ động đi ha, rồi có thiếu cái gì bên mình sẽ hỏi thêm. Rồi giờ mình chia sẻ họ tên, công việc, quê quán của mình. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào. Rồi xin mời ạ. Dạ, em tên là Hình Thái Trà My, quê em là ở Phú Yên. Hiện tại em đang làm kế toán kho trong công ty mỹ phẩm. Điểm yếu của em chắc là em hơi thụ động, ít nói. Em chia sẻ một chút về đường tình duyên đi. Em chỉ mới có một mối tình cách đây là khoảng 7 năm rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi. Quen nhau được 1 năm rưỡi nhưng mà lại không hợp cho nên là chia tay.
Mà từ đó tới giờ em cũng không có quen ai nữa hết. Tại em cũng ít có đi chơi, cho nên là cũng không có gặp được nhiều người như vậy. Rồi, mình chia sẻ lý do tại sao mình không có tìm hiểu ai hết, hoặc là có người khác người ta thích mình không mà mình không đồng ý gì không? À, dạ không, tại vì nick em chỉ đi làm rồi về nhà thôi, cho nên em trong cuộc sống em không gặp được nhiều người lắm, không có tiếp xúc với nhiều người, cho nên là cũng không có quen biết ai hết. Ừ. Rồi mình chia sẻ thêm về điểm mạnh của mình đi, mình có những cái điểm gì mà mình làm được những cái gì tốt nè, nấu ăn dọn dẹp hay là năng khiếu gì đó. À, dạ em chỉ cũng thích nấu ăn, tuy là không ngon lắm nhưng mà cũng thích nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. À, cũng nói chung là cũng tâm hồn trái trung chút vậy thôi. À, ít nói lắm hả chị? Dạ đúng rồi, em ít nói. Ít nói quá vậy, rồi giờ kiếm ra nói chung yêu hay sao? Chắc có thể là cái người mà có thể mà người ta khơi gợi lên cho mình dễ nói chuyện. Tại vì em nói chung mà em cũng không biết nói gì. Ừ. Với người nhà cũng vậy nữa. Ừ. Mình thích nghe hơn hả? Dạ. Đó, có lẽ có người thì mình nói nhiều hơn chút. Trời ơi, nói nhiều phải nói hay mấy là được, chứ còn nó nói nhiều mà nó nói chán, mấy ông luật sư mấy rồi. Người mệt chết luôn vậy đó. Dạ đúng rồi, kiểu mà nói mà mình có duyên nói mà mình nghe mình thích mình cũng muốn nói lại á, chứ còn nói mà mình nghe không mà. Tức muốn đánh là thôi khỏi đi đúng không? Dạ. Nhưng mà mấy trăm diễn viên á, nói thiệt chứ nhiều khi người ta không có ế chị ơi, khổ vậy đó. Còn mấy anh hơi vô duyên có nhưng về đào tạo được không? Không biết đào tạo nổi không? Đó, chị biết người ta nói mình yên, mình không thèm nói gì là nó nói vậy riết nó cũng quê à, tự động nhiều khi biết vô duyên không nói nữa. Đó, chứ duyên quá, cái chết hết trơn rồi. Đó, bây giờ thì chị muốn cái người như thế nào nè? Bây giờ nói nhiều nói ít thì sao, mô tả kỹ cho em luôn, công việc, quê quán luôn. Quê quán thì chúng em không thích người miền Bắc lắm. Chắc có lẽ cái phong tục mà nó không hợp với em, với lại nói em nghe rõ. Công việc thì không có đòi hỏi gì nhiều chị. Tính cách chắc lại nói mà vui vẻ, vui tính chút, hài hước để mình còn nói chuyện được, chứ không người mà cũng như em là thôi, hai người thôi khỏi nói luôn. Quê quán ở đâu được hả? À, quê chắc là ở trong Nam là được. Nói chung ngoài miền Bắc ra, miền Bắc với lại miền Trung mà khoảng Quảng Trị rồi đó, khúc ngoài đó nói em có nghe được. Ờ, rồi. Ờ, mình chịu theo chồng không? Theo chồng là sao chị? Đi theo gì về quê chồng ấy hả? Ừ, đúng rồi. Dạ, dạ thì bình thường. Ừ, được không, được không? Dạ, được. Ừ, rồi. Mình có tài lẻ gì không chị? Tài lẻ chắc em không có. Rồi, thôi vậy được rồi. Nếu mà được chọn, bên em sẽ liên lạc lại với mình nha. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị. Kết thúc cuộc gọi giùm em nha. Dạ, dạ. Chị Nhung và chị Trúc là biên tập lên chương trình sẽ phỏng vấn của mình ngày hôm nay ha. Rồi, bây giờ mời chị nha. Dạ rồi, mình bắt đầu cast luôn ha. Thì đầu tiên là chị cứ giới thiệu về bản thân mình giúp em ha. Đầy đủ họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì ạ? Rồi em mời chị nha. Dạ rồi, chào em. Chị tên đầy đủ là Lữ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1987. Hiện tại chị là nhân viên văn phòng. Chị sống và làm việc tại Tiền Giang. Là mình quê của mình là ở Tiền Giang luôn hả chị? Đúng rồi em. Rồi, mình ở Tiền Giang là mình làm công việc gì ạ? Chị làm bên mua hàng.
Rồi bây giờ chị Hạnh chia sẻ một xíu về bản thân mình một xíu đi, những cái điểm mạnh, điểm yếu, tài lẻ, năng khiếu, sở thích của mình là gì ha. Chị là một người sống vui vẻ, hòa đồng. Ưu điểm của chị là dễ thích nghi với nhiều môi trường. Đối với chị cuộc sống thì có vẻ là nó đềm, không có nhiều khó khăn trong cuộc sống, nên là chị muốn tìm một chút thử thách. Điều kiện của chị là tại vì công việc của chị là suốt ngày trong văn phòng, không có điều kiện ra ngoài nhiều, nên là rất là ít bạn. Sống vui vẻ hòa đồng nhưng mà cũng hơi khép kín. Ưu điểm của chị là biết nấu ăn, biết nội trợ, có thể buôn bán cho gia đình. Tình trường của mình thì như thế nào chị? Chị trải qua 3 mối tình, nhưng mà tìm hiểu khoảng 2 năm thì cảm thấy không hợp nên là chia tay. Lý do không hợp cụ thể là gì chị? Lý do không hợp hả? Ừ. Kể về cái mối tình gần nhất, cái lý do không hợp đó là hồi xưa làm chị sống và làm việc ở hồi xưa là chị làm việc ở trên Sài Gòn, sau đó là ba mẹ chị muốn chị ở quê cho nó gần, thì cũng 3 năm rồi thì chị mới nói quyết định là đi về quê. Và chị có nói là với bạn của chị là nếu chị đi về quê thì như thế nào, thì bạn nói là nếu mà chị về quê thì bạn nói sẽ chia tay tại vì bạn nói sống ở Sài Gòn. Là chỉ vì là người Sài Gòn, người Tiền Giang mà không có chịu về chung với nhau cho nên là chia tay. Đúng rồi. À, là bây giờ nếu mà tìm kiếm một người tiếp theo thì chị sẽ mong muốn như thế nào? Người đó cũng phải ở Tiền Giang luôn hay sao? Không, không nhất thiết là như vậy. Tại vì cũng ở nhà với ba má cũng 3 năm rồi. Bây giờ ở đâu cũng được. Học tính nhau là được. Rồi chị nói về hình mẫu chị mong muốn luôn đi. Về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền rồi này kia đó. Chị thích người miền Nam hơn. Thích người ở miền Nam từ thành phố Hồ Chí Minh đổ vào. Tuổi tác thì không thành vấn đề. Còn ngoại hình đó thì không hói đầu là được. Sao mà không thích hói? Tại vì thích con mình sau này có nhiều tóc thôi. Rồi còn gì nữa không chị? Về tính cách đó thì tính cách thì chủ yếu là hướng ngoại, sống vui vẻ hòa đồng với mọi người và không hút thuốc. Chị không thích người hút thuốc. Chào anh chương trình nhận tin danh cho ba năm. Hướng ngoại không hút thuốc, rồi anh này ví dụ đã từng lập gia đình rồi có được không? Không thành vấn đề luôn nha em. À, là có thể là lập gia đình vẫn ok đúng không? Đúng rồi. Rồi chị có thể yêu xa được, lấy chồng và vẫn theo chồng được đúng không? Đúng rồi. Dạ rồi, ok. Mình còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không chị Hạnh? Không, chị không có yêu cầu gì đặc biệt thêm để nữa. Chắc cái mà... Rồi mình có tài lẻ hay năng khiếu gì không chị? Tài lẻ hả? chị không có tài lẻ gì hết trơn á. Rồi ok, nếu mà mình được chọn á, thì sẽ có cái phần biên tập sẽ trao đổi kỹ nội dung với mình hơn ha. Thì ngoài những cái cuộc trò chuyện thì mình sẽ chuẩn bị thêm một số cái phần giải trí cho nó thú vị hơn nha chị Hạnh ha. Rồi chị bên chương trình sẽ thông báo cho chị biết sớm nha. Rồi em nha, em chào chị Hạnh ạ.